Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ là một những cocktail mà chắc chắn các bạn đã rất yêu thích và hôm nay bạn sẽ yêu thích nó hơn. Cocktail được mang tên Lychee Mojito. Lychee Mojito là một trong những cocktail mà Hào học được trong thời gian đi làm của mình. Và có lẽ là do cái lychee là trái vải, nó có những cái mùi vị rất là đặc trưng và sự tinh tế của nó mà nhiều người rất là yêu thích. Và ngày xưa là hình như là chỉ có vua chúa thì mới được ăn những cái trái vải này. Hôm nay Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm món này nhé. Bạn nào ở nhà cũng có thể làm cái này, chỉ cần có rum và có trái vải. Để làm được lychee mojito thì Hào sẽ sử dụng rum trắng, nước chanh tươi, dĩ nhiên là không thể thiếu bạc hà. Hãy sử dụng lychee in syrup, có nghĩa là nó đã được ngâm trong đường. Các bạn có thể sử dụng trái vải lychee tươi nhưng mà nó sẽ không có đủ độ thơm bằng cái loại ngâm trong đường. Và cuối cùng là một chút simple syrup. She may be pretty, she may be smart, she may be funny, she's changed your broken heart. I'll never be her, although I try. She may seem perfect for you, but so am I. I know it's wrong to take what I like, but I she'll be the one, but I don't, 'cause I know one will love you like me, like me, me, me. She makes you smile, she makes you laugh, she makes you happy in ways I never have. I try to hate you, find faults or crimes, but your only fault is that you're no longer mine. I know it's wrong to take what I like, but I hope there's trouble in vậy là mình vừa hoàn thành xong lychee mojito và như bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Cheers. Quên. Các bạn sẽ thấy được cái mùi của mojito nha, nhưng mà cái mùi cộng hưởng nhiều nhất là mùi của trái vải rất là thơm. Nếu mà bạn yêu thích mojito thì đây sẽ là một cocktail mà bạn sẽ rất là yêu thích trong thời gian sắp tới. Bởi vì nó có cái mùi vị đặc trưng của mojito là mùi bạc hà và cộng hưởng thêm là cái mùi trái vải mà ai là chắc chắn cũng sẽ thích trái vải đúng không ạ? Sáng nay thì mình sẽ tâm sự với nhau chút xíu nha. Trong khoảng thời gian qua thì Hào vẫn còn quarantine, còn các bạn thì sao? Có bạn nào vẫn đang còn quarantine giống như Hào không thì nhớ là để comment nha. Thì sắp tới đây thì một tháng nữa Hào sẽ trở lại và đi học. Trước đó thì Hào đã tính học một cái khác, nhưng bây giờ Hào đã quyết định học một cái khác nữa. Thì cái ngành mà Hào học sẽ là Project Management. Thời gian mà học sẽ là 8 tháng. Cái này là một cái certificate, là một cái bằng của một cái trường đại học bên này, của Washington University. Thì trước mắt là đây là một cái plan mà Hào có sẵn cho mình. Bây giờ sẽ không có suy nghĩ gì nhiều nữa mà chỉ có thể tập trung vào cái việc học, và hy vọng là sau cái này mình sẽ có thể tìm một công việc phù hợp. Và tập đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng là các bạn yêu thích cái video này. Nếu mà bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ, và đừng quên là những comment cho Hào. Chúc bạn thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye.